Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Big Bet dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhà báo Anh Ngọc đến với trận đấu vòng 35 giành Hoàng Anh giữa Manchester United và Arsenal. Vâng, thưa nhà báo Anh Ngọc, trận đấu này thì có ý nghĩa như thế nào với đội? Thực ra tôi thấy trận đấu này có ý nghĩa với cả hai, nhưng mà với Arsenal nhiều hơn, đặc biệt là với ông Arsène Wenger, bởi vì là mới đây thôi thì ông đã tuyên bố rằng đây là cái mùa giải cuối cùng của ông tại câu lạc bộ Arsenal sau 22 mùa giải, và ông sẽ ra đi vào mùa hè này. Thành ra là trận đấu với MU này thì nó không có ý nghĩa gì nhiều đối với vị trí của cả hai đội, nhưng lại là có ý nghĩa đối với ông Arsène Wenger, bởi vì đây cũng có lẽ, tôi tin, không phải có lẽ nữa mà chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng ông ấy đến sân Old Trafford với tư cách là một huấn luyện viên của câu lạc bộ Arsenal. Mà tôi còn nhớ là vào tháng 11 năm 1996, khi mà ông Wenger vừa mới cầm quân đội Arsenal và đến đây thì đã thua MU của Alex Ferguson với tỷ số là 0-1. Và có cả một quãng thời gian rất là dài những trận đấu giữa MU và Arsenal, dù là trên sân Highbury, sau đó là sân Emirates, và cái trận đấu giữa họ ở trên sân Old Trafford thì đều được coi là những trận đấu kinh điển của bóng đá Anh, khi mà MU và Arsenal là những đội bóng kình địch trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League, trong khi những cái cuộc đấu khẩu cũng như là đấu trí giữa ông Arsène Wenger cũng như là Sir Alex Ferguson thì đều được coi là những cuộc đấu có thể nói là kinh điển của giải Ngoại hạng Anh, và nó làm cho giải Ngoại hạng Anh càng ngày càng hay hơn nữa. Rất tiếc là ông Arsène Wenger cuối cùng cũng phải ra đi, và kỷ nguyên của ông với Arsenal cũng kết thúc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông ấy đến Old Trafford lần này và ông hy vọng rằng là ít ra thì sẽ đem lại một cái kỷ niệm đẹp nào đấy. Vâng, thưa nhà báo Ngọc, trong những năm gần đây thì Arsenal luôn tỏ ra là lép vế đối với lại Manchester United, và đó có thể nói là cái sự kỵ rơ, phải không ạ? Và anh đánh giá như thế nào về cái tỷ lệ mà nhà cái đưa ra lúc này là Manchester United sẽ chấp cái đối thủ của mình là 1/4 trái ạ? Tỷ lệ này nhìn có vẻ sâu nhưng thực ra lại là hoàn toàn hợp lý, bởi vì vào thời điểm này thì Arsenal đang đứng tận vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng tại giải Premier League, và cái mục tiêu của họ bây giờ ấy không phải là cố gắng có được một vị trí cao nữa ở trên bảng xếp hạng, bởi vì điều này là không thể, mà họ đang dành toàn bộ sức lực của mình cho đấu trường Europa League. Trận đấu với MU thì nó bị kẹp giữa hai trận đấu bán kết lượt đi và lượt về với Atletico Madrid. Thành ra tôi nghĩ là cái việc chuẩn bị cho trận đấu với Manchester United này cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều khi mà Arsène Wenger hướng toàn đội tới Europa League, và có lẽ nếu như làm được cái điều đó thì đây sẽ là danh hiệu cuối cùng mà Arsène Wenger có được với Arsenal. Thành tích của Arsenal với MU gần đây cũng không được tốt lắm. 13 trận đấu họ đã thua trong tổng cộng 18 trận đấu gần nhất trên sân Old Trafford, trong khi các cầu thủ MU thì lại đang có phong độ rất là tốt. 7 trận đấu gần nhất thì họ đã thắng 6, và họ đang có một cái chuỗi trận đấu có thể nói là vô cùng tích cực. Thành ra tôi nghĩ là MU hoàn toàn có thể chấp sâu các cầu thủ Arsenal, và đây là một trận đấu mà họ có thể thắng chênh lệch 2 bàn. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là những dự đoán về số bàn thắng của trận đấu lần này của nhà báo bình luận viên Anh Ngọc, và tỷ lệ mà chúng tôi vừa cập nhật là 2/3 trái. Vâng, thưa anh Ngọc, anh nhận xét như thế nào về tỷ lệ này ạ? Trước đây thì các trận đấu giữa MU và Arsenal có thể nhiều bàn thắng, nhiều cơ hội, nhưng mà đấy là khi mà hai đội đang là đội bóng kình địch nhau ở Premier League. Bây giờ thì hai đội bóng này không còn là những đội bóng kình địch nhau cho cuộc đua vô địch nữa, nhưng mà các trận đấu giữa hai đội bóng này thì luôn luôn hay, dù là trên sân Emirates hay là trên sân Old Trafford. Và như lúc nãy tôi đã nói thì tôi tin rằng MU sẽ thắng chênh lệch 2 bàn, và tôi hướng về một cái tỷ số là MU thắng 2-0. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ cũng như là dự đoán của nhà báo bình luận viên Anh Ngọc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những dự đoán của anh Ngọc có chính xác hay không. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.